Xin chào mừng tất cả các bạn. Rất vui lại được gặp lại các bạn, lại được tiếp tục chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm của tôi mà tôi đã học được trên con đường phát triển bản thân của mình. Những kiến thức mà tôi đã học được, đã đọc được trong hơn một năm qua. Trong gần một năm rưỡi qua. Kể từ khi mà tôi đã thực sự được học tập, được học những kiến thức mà không hề được dạy ở trường, được đọc những cuốn sách, được gặp những người thầy tuyệt vời, đã dạy cho tôi những tư duy vô cùng đúng đắn để trở thành một con người thành công, trở thành một con người giàu có. Và tôi đang đi trên bước trên con đường đó. Và tất cả những kiến thức mà tôi có được, tôi sẵn sàng là tôi truyền đạt, tôi sẵn sàng tôi chia sẻ lại với mọi người trên kênh YouTube của tôi ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, buổi tối 30 Tết, bước sang ngày mai thôi, khi mà giao thừa còn cách chúng ta với bây giờ đã là 8:49, còn 3 tiếng 10 phút nữa thôi là chúng ta sẽ đón giao thừa. Bởi vì vậy, trong một năm mới sắp đến thì ai cho chúng ta cũng đều sẽ có những ước mơ, những mong muốn, những dự định của mình, đúng không? Và ai cũng mong muốn tất cả mọi mong muốn, ước mơ, dự định của mình trở thành hiện thực. Và bao nhiêu số các anh chị đang xem video clip này cũng mong muốn những ước mơ, những mong muốn, những dự định của mình trong năm mới 2021, năm Tân Sửu trở thành hiện thực ạ. Cả tôi cũng vậy. Và trong năm 2020 ấy, tôi cũng đã có những dự định, tôi đã có những ước mơ. Tôi đã làm được. Và tổng kết lại một năm, tôi đã đạt được tất cả những điều đó, những dự định trong đầu của tôi. Chính vì vậy, ngày hôm nay, chủ đề mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là cái cách để chúng ta có thể biến mọi ước mơ của chúng ta trở thành hiện thực. Những người dám ước mơ là những người có cơ hội nhất để có thể trở thành người thành công. Khi bạn mong muốn một điều gì, điều đầu tiên tôi xin nói với các bạn đó là mọi điều trong đời của chúng ta đều xảy ra làm hai lần. Lần thứ nhất ở trong tâm trí của các bạn, và lần thứ hai mới ở ngoài đời thực. Tại sao lại như vậy? Bạn muốn trở thành một người doanh nhân tài ba thì chắc chắn là trong đầu bạn luôn thôi thúc bạn kinh doanh đi, làm điều gì đó đi, học hỏi đi, tích lũy kiến thức đi để ra thương trường trở thành người kinh doanh thành công và trở thành một doanh nhân, đúng không? Tức là mình muốn điều gì đó, chắc chắn trong đầu mình phải mong muốn điều đó rồi. Mình phải nghĩ cách làm thế nào để mình có thể trở thành con người mình mong muốn, đúng không ạ? Chẳng có một ai chỉ thích thôi, thích để đó và không suy nghĩ đến nó mà có thể thành công được, đúng không ạ? Gần nhất là ví dụ như những cậu học sinh ạ, cậu ôn thi đại học, đúng không ạ? Rất thích, rất đam mê, rất yêu quý, nhưng lúc nào cũng nghĩ trong đầu gì ạ? Học đại học, thi đại học, đỗ đại học, và từ đó mới có những động lực để có thể gì ạ? Ôn luyện ngày đêm, đúng không ạ? Sáng dậy sớm, tối ngủ muộn để học, để ôn luyện, đúng không ạ? Ai cũng vậy. Ai mong muốn mình trở thành một con người tốt hơn, giỏi giang hơn, thành công hơn thì cũng đều phải nghĩ về nó thường xuyên. Nghĩ về nó, và lúc đó thì tâm trí của các bạn, tâm thức của các bạn, tiềm thức của các bạn sẽ chỉ đường dẫn lối cho các bạn. Sẽ chỉ cho các bạn biết cách làm sao để đạt được nó. Và tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của các bạn sẽ gần như là được có một cái sự dẫn dắt từ trước. Đó chính là lý do vì sao người ta lại nói là mọi điều trong đời của chúng ta đều sẽ làm hai lần. Một lần ở trong tâm trí của các bạn, và lần thứ hai sẽ ra ngoài đời thực. Các bạn hiểu rõ chưa? Và một điều tiếp theo tôi muốn chia sẻ với các bạn, ngoài việc đầu tiên muốn điều gì đó, ước muốn điều gì, dự định điều gì, mong muốn điều gì, luôn luôn nghĩ trong đầu, tập trung vào nó, tập trung suy nghĩ về nó, tưởng tượng về nó. Và đặc biệt các bạn hãy tưởng tượng là mình gần như đã đạt được nó rồi. Khi các bạn muốn trở thành một người diễn giả, các bạn hãy nhắm mắt, hãy tưởng tượng mình đang đứng nói trước hàng ngàn người, trước sân khấu hàng ngàn, hàng vạn người. Và lúc đó, khi hình ảnh đó được làm đi làm lại trong đầu của bạn, trong tâm trí của các bạn, bạn suy nghĩ về điều đó, tâm trí các bạn, tâm thức của các bạn, tiềm thức của các bạn, sức mạnh to lớn của tiềm thức sẽ biết cách để dẫn dắt các bạn trở thành một con người như vậy. Khi các bạn mong muốn trở thành những cầu thủ bóng đá tài ba, hãy nghĩ trong đầu, hãy hình dung trong đầu cảnh bạn đang thi đấu những trận đấu lớn,
những khán giả, những sân vận động với hàng sức chứa hàng 5, 6, 70 đến hàng trăm vạn người, hàng trăm ngàn người đang sau đó bạn thi đấu, đang sau đó bạn dê bóng, dắt bóng, dứt điểm, chuyền bóng, bạn chạy trên sân, bạn được khán giả cổ vũ hò reo như thế nào, đội tuyển của bạn đang chiến thắng như thế nào, vân vân. Hãy hiện thực hóa mọi ưu của bạn trong đầu của bạn để cho gì ạ? Trí tuệ vô lượng của các bạn, tiềm thức của các bạn sẽ dẫn dắt các bạn đạt được điều đó. Không suy nghĩ, không tập trung vào nó thì chắc chắn các bạn sẽ không đạt được nó, đúng không? Suy nghĩ và hành động thì chắc chắn các bạn đã đạt được nó. Và bài học về hành động để biến mọi ước mơ sự được thành hiện thực đó là các bạn hãy kiên trì, hãy kiên trì cái mục tiêu của mình. Khi các bạn đã nghĩ trong đầu như vậy, thường xuyên, liên tục như vậy, tâm trí các bạn sẽ dẫn dắt bạn đi được đến nó. Nhưng con đường đi đến thành công nó có bao giờ một con đường bằng phẳng thẳng tắp thì bạn đi không ạ? Không hề, đúng không? Sẽ có rất nhiều thử thách, gian nan, chông gai đang đón chờ các bạn. Nhưng người thành công chỉ, đối với tôi nghĩ rằng người thành công chỉ khác người chưa thành công ở một điều duy nhất thôi, đó là sự kiên trì. Sự kiên trì thì chắc chắn bạn sẽ làm điều đó. Bạn hình dung khi một người đun nước sôi đấy, đun nước, một đốm lửa nhỏ để đun nước. Bạn kiên trì, bạn kiên trì 10 phút, bạn kiên trì 20 phút, bạn không có nước sôi, bạn bỏ cuộc, đúng không ạ? Trong khi những người còn lại vẫn tiếp tục kiên trì tiếp. Có những người kiên trì lên đến 30 phút, có những người kiên trì lên đến 40 phút, nhưng họ vẫn chưa thành công, họ lại tiếp tục bỏ cuộc. Trong khi đối với bạn, bạn kiên trì bởi vì bạn biết rằng là gì? Lượng nước rất lớn, nhưng đốm lửa nhỏ là rất nhỏ, chỉ là một ngọn nến thôi. Nhưng liên tục bạn cấp nhiệt lượng cho nó thì nó sẽ đến lúc nó sôi lên, đúng không ạ? Còn với những ai mà thiếu sự kiên trì đó, bỏ cuộc ở phút thứ 5, thứ 10, thứ 15, thứ 20 vân vân, thì đến khi họ bắt đầu lại làm sao? Thì nước lại nguội đi rồi. Họ lại bắt đầu lại từ đầu, đúng không ạ? Vì vậy, kiên trì, đây chính là bài học kiên trì. Kiên trì là con đường nhanh nhất, ngắn nhất có thể để bạn đi đến thành công của bạn. Chỉ cần hai điều đó thôi, tôi tin rằng các bạn chắc chắn sẽ đạt được tất cả mọi ước mơ, ước vọng, kỳ hoài bão của các bạn. Thứ nhất, suy nghĩ về nó, tập trung về nó, suy nghĩ, dành thời gian suy nghĩ về nó nhiều hơn, suy nghĩ đến mong ước, dự định, khao khát của bạn. Và cái thứ hai, kiên trì trên cái đường bạn đã lựa chọn thì chắc chắn bạn đã thành công. Chỉ cần chúng ta chọn những công việc, chọn những ước mơ, đảm bảo hai nguyên tắc: thứ nhất, không vi phạm pháp luật; thứ hai, không trái với thuần phong mỹ tục, trái với đạo đức, đạo nghĩa, là chắc chắn các bạn sẽ thành công, đúng không? Chúc tất cả các bạn có một năm 2021 thành công rực rỡ và đạt được mọi ước mơ của mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Nếu như các bạn thấy kênh của tôi là hữu ích dành cho các bạn, nếu như các bạn thấy video này là hữu ích dành cho bạn và cho bạn bè của các bạn, hãy like, hãy share và hãy subscribe, đăng ký kênh của tôi để chúng ta nhận được nhiều kiến thức hơn nữa. Tôi sẵn sàng cho đi, tôi sẵn sàng chia sẻ với các bạn bất kỳ điều tôi biết, chỉ cần tôi còn sức khỏe, tôi còn khao khát, tôi còn đam mê, tôi sẽ tiếp tục làm điều đó. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Và chúc các bạn một năm 2021 mạnh khỏe, thành công, đạt được mọi mong muốn, ước mơ, dự định của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.